Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cách làm xôi khúc. Với cái cách làm xôi khúc của mình thì không có cần phải có cái lá khúc đâu, mà mình làm bằng lá dứa. Nó cho chúng ta thành phẩm cũng rất là ngon, xôi mềm, dẻo và không có bị khô. Nếu mà các bạn cảm thấy thích thì hãy bắt tay và làm chung với gia đình của mình ngày hôm nay với món xôi khúc này đi nhé. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có 500g gạo nếp mình ngâm qua đêm ha. Và 150g đậu xanh mình ngâm qua đêm. Hoặc là các anh chị và các bạn không có thích ngâm qua đêm thì chúng ta cũng có thể ngâm tầm 2-3 tiếng. 30g lá dứa, 200g bột nếp, 100g thịt ba chỉ. Và mình sẽ có củ nén và hành củ. Tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mang cái phần đậu xanh. Đậu xanh sau khi mà mình ngâm á, thì các anh chị và các bạn sẽ rửa sạch lại với nước để loại bỏ tất cả những cái mùi hôi của đậu xanh ha. Và khi mà mình đã rửa sạch rồi thì chúng ta sẽ bỏ vô cái nồi và mình sẽ tiến hành mình hấp. Mình chàn đều ra để cho cái không khí, cái hơi nước nó lên, nó làm cho đậu xanh của mình chín đều hơn. Và mình sẽ hấp ở đây tầm 15 phút thì đậu xanh của mình sẽ chín nha. Trong lúc đợi đậu xanh thì chúng ta sẽ sơ chế cái phần lá dứa. Lá dứa này thì mọi người chỉ cần cắt khúc nhỏ như thế này và mình bỏ vô máy xay sinh tố hoặc là máy xay cầm tay, mình xay cho nó ra cái nhỏ nhuyễn ra. Và mình tận dụng cái thớt này, chúng ta sẽ tiến hành mình xắt ba chỉ. Và ba chỉ ở đây thì mình không có sử dụng da nha mọi người, mình lạc bỏ cái phần da, mình chỉ lấy cái phần thịt thôi. Và ba chỉ thì mình sẽ xắt cái giống như mình xắt kho quẹt vậy, mình xắt sợi sợi nhỏ nhỏ. Đó mọi người thấy không ạ? Mình xắt nhỏ nhỏ như thế này thôi. Sau khi mình sơ chế thịt xong rồi, mình sẽ ướp một muỗng cà phê hạt nêm vô các phần thịt. 1/2 muỗng cà phê đường. Đảo đều lên cho các phần thịt này nó thấm gia vị nha. Và ở đây thì mình sẽ cho cái phần củ nén và hành củ vô cái cối xay cầm tay và mình sẽ tiến hành mình xay cho nó nhuyễn ra. Còn nếu mà trường hợp các anh chị và các bạn không có cối xay cầm tay thì chúng ta cũng có thể băm cho nó nhuyễn cũng được nhá. Mình làm cái cách nào tiện cho mình là được. Rồi, và sau nhiều cái kéo thì chúng ta đã được cái phần hỗn hợp củ nén và hành củ nó nhuyễn như thế này. Đối với cái phần lá dứa thì các anh chị và các bạn sẽ cho vô đây 200ml nước. Hôm nay thì mình sẽ xay bằng cái máy xay cầm tay nha. Rồi chúng ta sẽ xay cho nó nhuyễn ra. Sau khi mà mình xay nhuyễn như thế này rồi thì các anh chị và các bạn sẽ lược ra, mình lấy cái nước cốt lá dứa. Quay lại cũng là lúc mà cái phần đậu xanh của mình nó đã được hấp chín rồi nè mọi người. Và kiểm tra coi cái đậu xanh của mình đã chín chưa thì các anh chị và các bạn phải lấy một ít hạt đậu xanh nè. Mình bóp thử, nếu nó mềm ra rồi thì mình sẽ tắt bếp nha. Bây giờ thì mình sẽ mang cái phần đậu xanh này mình bỏ qua một bên. Rồi cái phần đậu xanh sau khi mà mình hấp nhuyễn ra rồi, chín rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái giá này. Mình sẽ tán nhuyễn ra. Lúc này thì đậu xanh rất là mềm luôn nha mọi người. Mà mình sử dụng cái giá bới cơm á, mình tán nhuyễn như thế này thì rất là dễ, không có quá khó. Bây giờ thì mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo và mình cho vô đây có tầm nửa muỗng canh dầu ăn. Khi mà dầu ăn nóng thì chúng ta sẽ cho hết cái phần củ nén và hành củ để mình xay nhuyễn đó. Mình khử cho nó thơm vàng lên. Và sau khi mà cái củ nén và hành củ nó thơm rồi thì mình sẽ cho cái phần thịt vừa nãy mình ướp gia vị đó, mình xào cho cái phần thịt này nó săn lại và chín luôn nha. Mọi người thấy không ạ? Thịt của mình thì xắt rất là nhỏ luôn á. Và sau khi phần thịt đã chín rồi thì mình sẽ cho cái phần đậu xanh vừa nãy mình tán nhuyễn ra, mình sẽ xên chung với phần thịt này nha.
Và khi mà mình cho đậu xanh vô rồi thì các anh chị và các bạn sẽ đảo cho đều tay để tránh trường hợp mà đậu xanh của mình nó bị khét nha. Lúc này thì mọi người cũng có thể nêm nếm cái nhân này. Mình nêm vô đây một muỗng cà phê đường, thêm 1/3 muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ xên, giảm lửa nhỏ xuống một chút xíu nha. Mình xên cho cái phần nhân này nó kết dính lại và nó thấm gia vị. Và khi mà mọi người đã nêm nếm gia vị rồi thì các anh chị và các bạn sẽ thử cái miếng nhân của mình coi đã vừa ăn chưa. Nếu mà chưa vừa ăn thì các anh chị và các bạn gia giảm thêm nha. Rồi sau khi mà nhân đã chín và vừa ăn thì chúng ta sẽ cho hành lá vô và thêm một chút xíu tiêu. Và bây giờ thì mình sẽ đảo thêm một lần nữa và mình tắt bếp luôn nha. Tại để lâu trên bếp quá thì nó sẽ bị khét đó. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần nhân rồi nè. Rồi mình nhấc ra khỏi bếp. Bên cạnh đây thì mình bột mình sẽ cho vô đây, đó là bột nếp. Và mình sẽ cho nước cốt lá dứa. Ml nước cốt lá dứa vừa nãy mình lược lấy nước đó mọi người. Mọi người cho vô và mình sẽ nhồi cho cái phần bột nếp này nó kết dính thành một khối. Và sau khi mà mình nhồi cái bột nếp với lá dứa kết dính thành một khối rồi thì nhân mình sẽ chia thành 9 viên. Mọi người đeo bao tay vô và mình sẽ ướm chừng như vậy đó. Mình nắm những cái viên tròn tròn như vậy thành 9 viên nhân nha. Với cái tỷ lệ này thì mình làm được 9 viên á. Và cái phần bột nếp và mình nhào với lá dứa thì chúng ta cũng sẽ chia thành 9 viên luôn nha. Mọi người thấy không ạ? Mình nhồi ở đây, mình nhồi với nước cốt lá dứa thì nó lên cái màu xanh cũng rất là đẹp luôn, không có xấu đâu. Vậy là mình đã chia nhân và chia bột ra thành những cái phần bằng nhau rồi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành mình bắt nhân với bột vô với nhau. Cái cách làm này thì cũng giống, rất là giống làm chè trôi nước luôn. Mọi người tán cái phần bột ra và mình đặt cái phần nhân vô. Bây giờ thì chúng ta sẽ túm gọn nó lại nha và đẩy cái hơi ở trong cái phần nhân ra ngoài. Đó, mình làm cho nó sát luôn nha. Mình đừng tránh trường hợp để cho nó bị lọt hơi quá nhiều ở trong. Và cứ như vậy thì mình sẽ làm hết. Mình bọc cái phần nhân với bột vô với nhau. Với cái tỷ lệ này thì mọi người làm ra những cái viên xôi khúc á, rất là vừa phải, không có quá to. Và sau khi mà mình làm xong rồi thì chúng ta sẽ rửa sạch cái phần nếp và mình cho vô đây một muỗng cà phê muối. Mình sẽ trộn đều nếp với muối lên nha. Mọi người lưu ý là chúng ta phải rửa sạch cái phần nếp. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái sửng hấp vừa nãy mình hấp ra đậu xanh đó. Mình sử dụng cái sửng đó luôn. Và bây giờ thì mình sẽ trải đều một lớp nếp ở dưới. Rồi, những cái phần xôi khúc vừa nãy mà mình làm xong rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ áo một cái lớp nếp ở ngoài. Đó, mọi người cứ cho vô và mình áo như vậy. Áo đều lên. Mọi người thấy không ạ? Cái phần gạo nó áo một lớp ở ngoài rất là mỏng luôn. Mọi người đừng có áo nhiều quá. Áo nhiều quá thì nó sẽ bị ngán đó. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ làm những cái viên tiếp theo.
Mình sẽ xếp những cái viên này cách nhau một khoảng cách nha. Đừng có xếp dày, xếp sát nhau quá. Tại vì mình xếp sát nhau quá, khi mà mình hấp á, nó nở ra thì nó sẽ bị dính vô nhau. Mình sẽ cách những cái khoảng cách. Và khi mà mình áo xong rồi thì còn cái phần nếp còn lại thì các anh chị và các bạn sẽ rắc đều lên trên cái bề mặt những cái viên xôi nha. Bên cạnh đó thì mình đang chuẩn bị một cái nồi nước đang rất là sôi rồi. Đó, những cái khe của những cái viên xôi á, mình sẽ cho gạo vô đó để cho nó tránh trường hợp nó bị dính. Rồi lúc này thì nồi nước đã sôi và mình đã chuẩn bị xong rồi. Mình sẽ cho một lọt lá dứa ở dưới và mình sẽ đặt cái khay xôi của mình lên và mình sẽ tiến hành mình hấp. Ở đây thì trong quá trình mình hấp thì mình sẽ đậy một cái khăn ở trên cái nắp vung để tránh trường hợp nước nó sẽ rơi xuống cái xôi của mình. Và mình hấp ở đây tầm 30 phút nha. 30 phút sau thì chúng ta sẽ quay lại. Mình sẽ kiểm tra xôi của mình nè mọi người. Wow, xôi của mình nó nở ra rất là đẹp luôn. Và xôi vừa chín tới, nếp cũng rất là mềm. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra cùng nhau thưởng thức thôi nào. Đây là những cái viên xôi khúc của mình đã hoàn thành. Ăn rất là hấp dẫn luôn đó mọi người. Đặc biệt khi ăn xôi khúc thì mọi người biết là không thể nào thiếu hành phi phải không ạ? Nó phải tăng cái mùi vị của xôi khúc của mình lên. Bây giờ thì mình sẽ cho hành phi lên trên. Và nhìn lại một lần nữa với một cái đĩa xôi khúc của mình nè. Bên trong nhân rất là mềm vừa tới. Và cái phần bột nó không quá dày. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm xôi khúc. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh của vợ nhé. Có những góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi, kênh bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nhé.